Tiếp tục bản tin với các thông tin về thị trường chứng khoán. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, thì dù thị trường phân hóa mạnh dần về cuối phiên, song VN Index vẫn giữ được sắc xanh. Kết thúc phiên giao dịch, thì VN Index đạt mốc 1.283,52 điểm, tăng 3,52 điểm. Trong khi đó, chỉ số HNX Index giảm nhẹ 0,4 điểm, lùi về 244,32 điểm. Diễn biến của VN Index có phần tiêu cực hơn ở phiên chiều, với xu hướng chủ đạo là đi xuống, nhưng vẫn trong vùng tăng giá. Thanh khoản ghi nhận khoảng 20.200 tỷ đồng, thấp hơn so với trung bình phiên ngày hôm qua là 23.200 tỷ đồng và thấp hơn trung bình 5 phiên trước 20.900 tỷ đồng. Ngày hôm nay, cổ phiếu POW trở thành tâm điểm của nhóm ngành khi tăng tới hơn 4%. Về giao dịch của khối ngoại thì khối này tập trung bán ròng cổ phiếu MVKG nhiều nhất là gần 123 tỷ đồng, gần gấp đôi so với cổ phiếu xếp sau là VND. Ngược lại thì khối ngoại mua ròng nhiều nhất cổ phiếu FPT gần 100 tỷ đồng, xếp sau đó là 3 cổ phiếu nhóm thép gồm HSG, HPG và NKG.